chưa khỏi 100%. Chị sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô. Ơi giời ơi, thế mà cũng tỉnh ngại ơi. Nào thì bạn nữ, em tả tướng lại bạn nam nào. Nướng đấy. Nhưng ngọng lờ nớ hủy. Nướng đấy, nướng nếp là nướng nếp vàng, nhớ đến nấp nấp chứ gì. Em nấp anh đấy. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Ghép Đôi Đường Phố cùng với Thu Hoàng và SBK Entertainment. Và hôm nay thì sẽ là một cặp đôi rất rất đáng yêu. Và đây là cặp đôi của chúng tôi ngày hôm nay, let's go baby. Hey. Hello, xin chào hai bạn. Nào đứng gần vào đây một chút nào. Gì đây? Gì tớn tớn lên đây? Gì mà tớn đây? Trời ơi, đẹp trai rồi. Xinh xinh xinh. Nào, lần đầu tiên gặp nhau, chào nhau một cái nào. Chào cậu. Em là Tuấn, em đến từ Bắc Giang, sinh năm 2003. Em là Ngọc Anh, em đến từ thành phố Bắc Linh. Đúng rồi, quê hương Bắc Linh, làng xóm láng giềng. Em 2003. Em kiểu nó hơi lạnh nhất. Em muốn ôm một cái cho ấm. Ôm một cái cho ấm. Thế bạn nam có lạnh không? Em thấy xe thôi. Xe thôi đúng không? Nhưng mà ôm thì vẫn được, đúng không? Rồi bây giờ mình nắm tay nhau một cái đi, không ôm nữa. Nắm tay. À thì đối phương một câu nào, đây là bắt tay. Vâng, nắm tay ạ. Hai tay đồng với nhau ạ. Vâng. Đây. Ok, đây. Đây này, bực quá. Vâng, về xem ngay các số của SBX nhá. Cái gì đây? Ôi giời ơi. Thôi đã tự nhiên. Rồi, nắm, bây giờ phải nắm thôi. Nắm lại nào. Không, nhưng bây giờ phải nắm. Để anh nói tiếp luật chơi. Lươn lẹo. Rồi, nhìn vào mắt nhau, thả thính nhau một câu nào. Ai trước? Bạn nam nhá. Hơn mà. Lần đầu gặp nó hơi xương đấy anh. Để tóm lại như nào. Được hôn đi, rồi hôn luôn. Hai bạn. Ơi giời ơi, có thế mà cũng phải ngại ơi. Nào thì bạn nữ, em thả tính lại bạn nam nào. Nướng đấy. Nhưng ngọng lờ nớ hủy. Nướng đấy, nướng nếp là nướng nếp vàng, nhớ đến nấp nấp chứ gì. Em nấp anh đấy. Ai bắt được bạn. Ý bạn đi ạ, có lâu chiêu lại không? Cái này phải tìm hiểu. Tìm hiểu ạ, rồi ok, thế về nhà tìm hiểu nhau nhá. Rồi, thôi, được rồi. Đây là lần đầu tiên gặp nhau rồi, bây giờ mình hỏi nhau ba câu nào. Từ bạn nam trước, hỏi đối phương đi. Hiện tại bạn đang làm gì? Hiện tại em đang đi học. Có làm thêm bên ngoài không? Em có. Có nhiều thời gian rảnh không? Em bận với tất cả mọi người nhưng rảnh với anh. Nó ở cái tầm chất. Trở lại thính nhau rồi đấy. Rồi, ba câu rồi đúng không em? Rồi, tiếp tục với em đấy. Em ba câu. Thế anh giờ đang làm gì? Hiện tại anh đang học trung học phổ thông với cả thỉnh thoảng thì thời gian rảnh có làm KOL và lại đi làm mẫu ảnh. Có ghế chưa? Ghế chưa? Anh ở chỗ nào Bắc Giang nhỉ? Anh Nguyễn Dũng. Thế cũng gần, chúng mình cũng gần nhau đấy. Anh có ngại yêu xa không? Ôi trời ơi. Gần nhau mà yêu xa ok. Anh không ngại yêu xa, anh chỉ cần có lý do thôi. Anh chỉ cần có lý do thôi. Mày đừng có bốc quét. Vừa rồi là tính rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái game thử thách này để chơi với nhau này, bắt đầu hiểu nhau hơn này. Bạn nam, anh rất là thấy em vâm đồ con. Em có tin vào thể lực của em không? Em tin. Tin đúng không? Đéo tin. Bây giờ em có thể bế bạn nữ 20 cái đứng lên ngồi xuống không? Ôi trời ơi. Giảm đi. 15 đi. 10. Ok, 10, đăng 10. Bạn nữ, vì bạn nữ nói là 10 nhá. Nào, bế luôn nào. 10 cái nào, 10 cái nào, bế đi. Bế hướng nào tùy em. Chẳng có cơ mà anh dám nhiều dấu trong anh từng phố. Tiếng lặng là từng câu hát anh yêu em. Phía xa không tên. Khi đến đèn về, chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy. Quay lại tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên này. Liệu rằng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em.
giờ đây anh ạ. 10 lần. Anh nói thì em phải lau mồ hôi thôi. Lau mồ hôi. Rồi ok, thử thách tiếp theo dành cho bạn nữ, anh đồ em hôn được vào trán của bạn nam đây. Mà bạn nam phải đứng thẳng, không được để cho bạn nữ không được cúi xuống đâu. Nào, đứng thẳng lên nào. Ngửa mặt lên em. Ngửa mặt lên nào. Đồ em đấy. Mình bước qua đời nhau. Ví dụ em hôn nhầm cho khác được không? Em hôn nhầm cho khác cũng được. Anh đồ em đây. Nào, bắt đầu. 3 2 1 bắt đầu. Ủa, hôn nhầm vào mũi rồi. Hôn nhầm vào mũi. Hôn nhầm cho khác cũng được mà. Không, bây giờ hôn lại, phải lại. Phải làm lại. 2 3. Hôn vào môi xem nào. 1 2 3. Em ơi, anh cho em một lần cuối cùng, một lần duy nhất. Hôn lại nào. 2 3. Ở đây, như thế có vẻ nhanh gọn lẹ không? Đúng, đỉnh luôn. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo, vì bạn này bạn ý rất là thể lực đúng không? Nên là chúng ta sẽ chỉ chơi thể lực thôi. Ok, vừa rồi là bế đứng lên rồi đúng không? Bây giờ em bế sốc bạn ý lên. Hai bạn sẽ cùng mũi chạm mũi trong vòng 10 giây. Ok, nhẹ nhàng thôi. Nào, bắt đầu. Ừ. 30 giây chạm mũi, bắt đầu. Kết thúc, đan. Trời ơi, sao đấy, sao mệt thế? Sao em còn mệt hơn cả người bế em đấy? Em hơi bối rối tâm trí một tí. Em cảm thấy thế nào? Vâng, nhưng mà tôi thấy hai bạn nhắm mắt rồi, tức là hai bạn lại bị phạt rồi. Đừng có lươn khơn về tôi, tại ở ngoài như tôi vẫn nhìn thấy đấy. Bây giờ nhá, em sẽ phải hôn bạn nữ 10 cái, đưa tay đây. Hôn vào tay 10 cái, từ đây cho đến cổ của bạn ý 10 cái. Ôi trời ơi! Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Đếm 1, 2, 3, 4 là phải ra chung lại. Đúng! Rồi! 3, 2, 1, bắt đầu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ok! Rồi! Còn ai đang gặp các vấn đề? Tôi cảm thấy đứng chưa khỏi 100%. Còn ai đang gặp các vấn đề thương cơ cũng gọi cho tôi. Tôi cảm thấy đứng chưa khỏi 100%. Chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô. Lan, các bạn đã hoàn thành xong thử thách. Các bạn có muốn đặt ra câu hỏi gì cho đối phương nữa không? Không. Me too. Vậy thì chúng ta sẽ đi luôn đến quyết định của ngày hôm nay. Các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ, nếu như đồng ý cho nhau một cơ hội mới thì có thể quay mặt lại với nhau, còn nếu không đồng ý thì có thể quay lưng và đi thẳng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi. Ok, và mời hai bạn quay lưng lại với nhau nào, sau 10 giây tiếng đếm của Vi Hoàng nhá. 10 giây để suy nghĩ, bắt đầu. Người là ai, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ai, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả. Câu trả lời. Ok, cảm ơn hai bạn, mời hai bạn quay trở lại ạ. Thật sự là tôi có thể hiểu được về bạn nữ, nhưng mà tôi vẫn khá là thắc mắc về bạn nam, tại sao lại không quay lại mà ngay từ đầu thì các bạn rất tình cảm như vậy. Mà thôi ok, các bạn hãy về xem lại số này để biết lý do nhá. Còn bây giờ thì tôi muốn nói chuyện riêng với từng bạn một, chứ là bạn nam nhá. Tại sao em lại không quay lại với bạn nữ và em thấy bạn nữ như thế nào? Điều đầu tiên khi gặp bạn nữ thì em cảm thấy bạn ấy rất là dễ thương và duyên dáng. Đặc biệt là có cái đôi mắt biết cười, em ấn tượng ở điều đấy. Với lại còn lý do em không quay lại là vì cái tình cảm của bạn ấy vẫn chưa đủ. Chưa đủ chứ không phải không có, chưa đủ để cho em quay lại. Nếu cho em một cơ hội nữa thì em có quay lại không? Cái điều này thì em phải thông qua tìm hiểu thì mới biết được.
Vậy chia ra điểm 10 em cho bạn được bao nhiêu điểm? 8,5. Ok, khá là cao. Anh hy vọng hai bạn sau này là bạn vẫn có thể cho nhau một mối quan hệ nào đó, đúng không? Cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã tham gia với chương trình. Hẹn gặp lại em. Anh biết là em hơi buồn một chút đúng không? Hiện tại cảm xúc em thế nào? Hơi nhỏ trong lòng một tí. Ok, thật ra nó cũng dễ hiểu rồi nhưng không sao. Anh sẽ tìm cho em bạn khác nhé, em có ok không? Em đồng ý. Ok, anh sẽ tìm cho em bạn khác. Và vì bạn nam đã từ chối bạn nữ nên là cơ hội sẽ dành cho người đàn ông khác thôi. Và tôi quyết định sẽ tìm cho bạn ý một bạn khác đẹp trai hơn, ngon hơn. Ok. Ok, em tin anh. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Và hãy tham gia tiếp theo với chương trình nhá. Rồi. Ok, mặc dù số này không thành công nhưng mà các ông lại có thêm cơ hội đúng không? Chúng ta có thể ghép đôi với bạn nam hoặc bạn nữ nữa mà đúng không? Vậy thì nhớ nhấn link đăng ký dưới này nhé. Đừng quên like, share and subscribe cho SBX Entertainment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.